mầm mà đủ được 4-5 cái mày dinh này, 4-5 cái mày dinh đủ kho chịu năm. Dạ bà đủ rồi kiếm bà. Tháng năm xa mẹ, một đời nhớ mẹ là ánh sáng dần dương soi đường chỉ lối dầm. Ngày trở về quê hương, sao cái cầu ở trước này là cái cầu Hoàng Diệu. Diệu nha bà con. Trời ơi, Hoàng Diệu đây là cũ lắm. Trường này là có tiếng rồi, trường Thoại Ngọc Hậu. Thoại Ngọc Hậu hay là Thoại Ngọc Hậu? Hình như Thoại Ngọc Hậu. Về thi công hình như cái cầu này là sẽ kêu hoặc cái cầu quay gì mà để chiếc kia nó đi đặt chuột mà. Ở đây thì đang mua bán rơm. Cúc này tàu gì không? À, mày có chắc cái gì đây mà? Dẹp cỏ.
cá bình dương ừ. Tất cả cái ký lô nó có đầy nước luôn còn giải cá kép bây giờ bao mùa nước lên mà nước lên có trời sâu rồi dạ. Má chạy nhỏ nữa 4-5 con mì gỗ cá mè gỗ à. Đẹp quá ừ. Lợn hay nhanh lắm con này lớn lắm nuôi tới lớn nó bự khoảng 3 ngón tay nè lợn nhớ nữa mà con lớn nữa mà đẹp quá ha yeah. Cái này có cái tủ kiến thả nó vô chắc có lý không nè thôi đứa chịu nổi à mang không rồi tổng chịu hết trời ơi không được con cá mè dinh này cái dảnh cái dảnh hả ờ cái này không xương còn cá mè dinh mới xương ờ con kia mè dinh hả rồi đúng không thêm trời nữa cho ha ha qua mình quay rồi mày tao lặn dưới đây rồi mày giải chính tao á đủ quá quậy nó bự hơn hả không con mà cá có lý rồi. Ví dụ sáng đi con có bao đen rồi.
tình. Ở đạp trời sư như đạp với nó sẵn nước xuống tuổi già. Bởi vì nếu qua này thấy đường nước lên cao quá trời. Mấy ghe bên kia là ghe cào ở cào mới. Chạy chiều quá nè. Dạ. Cái này mình dưới tròn tròn luôn. Sáng chạy xe đầu. Dạ. Chạy có chân ế cái màu. Trời ơi. Dạ. Xin cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Thanh Tuấn. Thân mến.